愛知県、日本の愛知県、日本の中の真ん中ですね。富士山。안녕하세요저는경남의대남세기안녕하세요저는공주공남의대만특히위치공남공대공남은어디로튀어서땡아지공남그게땡아지다이는뭐가각각대리좀먼저이해요공남공남과각각대는우리부시좀먼저이해는우리부시뭐우리부시과각각대는từ chỗ cái làng đấy đến buxi khoảng 300 cây số cái làng đó thì anh ấy chuyên làm cái đồ gốm như thế của Nhật Bản được rồi簡単に常滑の説明をさせていただきますけれども約、900年の歴史のある焼き物の産地です。で、anh giới thiệu một chút sơ qua về cái làng gốm Tokugawa này thì cái làng gốm đấy nó có lịch sử khoảng 900 năm chuyên làm gốm. で、まあ今、今現在は陶器焼き物で盆栽の鉢を thì từ ngày xưa thì thực ra cái làng gốm nó làm khá là nhiều thứ nhưng mà hiện tại thì hầu như là sẽ chủ yếu làm những cái chậu bonsai ý nghĩa thì cái làng gốm Tokugawa này thì họ có lịch sử 900 năm rồi nhưng mà tuy nhiên thì ngày xưa thì họ làm theo cái phương pháp của riêng họ thì đâu đó vào khoảng 60-70 năm trước thì do có ảnh hưởng của một số văn hóa Trung Quốc nên là một số văn hóa Trung Quốc du nhập vào và nó bây giờ nó hình thành ra những cái chậu hiện nay. Tuy nhiên là họ cũng khá là chọn lọc, không để chỉ chọn lọc, không để hóa tan. Đấy nên là họ nhận một số cái hay của Trung Quốc này và họ tự chế thành cái sản phẩm của ta không hiện tại. Nguyên Hồng, em có câu hỏi là hồi nãy em có nghe anh nói là trước khi mà đem đến trưng bày thì cây sẽ được vô cái chậu. Xong rồi sau mà khi mà đi giải xong thì mới đem cái cây đó ra lại cái chỗ lớn để nuôi. Thì em có câu hỏi thắc mắc là cái khoảng trước đó bao lâu thì mình sẽ vô cái chậu là cái khoảng thời gian là để trước khi đi giải thì mình ép vô cái chậu nhỏ đó là bao lâu và cái quá trình chăm sóc của trong quá trình suốt quá trình giải như thế nào? Thế là nhìn sang cái gì mà không thì anh có trả lời câu hỏi của bạn Ngọc đó là tầm khoảng 3-4 tháng trước khi mà đem đi dự tuyển thì họ sẽ đưa cây vào trong phòng ấm thì lúc đó thì thông thường là họ sẽ không cho vào chậu cho đi khi tham dự ngay mà họ sẽ đợi đến trước khi mang đi dự tuyển tầm khoảng 1 tuần thì họ bắt đầu cho cây vào chậu và tại sao như thế là bởi vì là lúc được cho cây vào chậu thì mặt đất nó họ sẽ cần phải phủ lớp rêu lên thì để cho lớp rêu đấy nó được giữ cái độ tươi nhất thì họ sẽ thông thường trong khoảng trước một tuần họ cho vào chậu và phủ rêu trong trường hợp ở Nhật thì chắc chắn họ sẽ chỉ chuyển chậu trong vòng tầm khoảng một tuần thôi thì họ sẽ tránh cái việc đụng lá bằng cái mức độ nước và nhiệt độ của cái phòng giữ ấm của cây đó thì hiện tại có thể anh ấy đang không muốn chia sẻ cái việc nhiệt độ đấy là bao nhiêu hay là mức độ như thế nào nhưng mà chắc chắn như anh ấy và một số các cái nghệ nhân mà anh ấy có biết thì họ sẽ chỉ chuyển cây vào một tuần nữa có anh Ishida có một cái câu hỗ trợ đó là để tránh cái việc họ sẽ không cắt dễ họ sẽ tăng cái độ lớn của chậu chứ họ sẽ không cắt dễ không tưởng được họ sẽ không đưa từ chậu quá lớn sang một chậu quá nhỏ họ sẽ điều chỉnh từ đó trước đó thì khá lâu rồi để cho cái việc mà đưa sang chậu đi tham dự thì nó sẽ không quá to và không quá nhỏ so với cây ban đầu. Cảm ơn anh. Em muốn hỏi là bây giờ đem cây đi triển lãm dựng một cái bộ như vừa nãy thì tổng cái chi phí được cá nhân phải tốn khoảng bao nhiêu thông thường tại đây? Chi phí để mang những cái cây tham gia trưng bày triển lãm thì bên Nhật cũng rất là khoảng là tầm khoảng bao nhiêu trung bình ở bên đó là không? Không được chi phí số một số thì một cái chi phí chung khi mà đem bonsai đi dự thi như vậy ở bên Nhật thì không tính giá trị cái cây thì nó sẽ có những cái chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí có thể sẽ phải thuê người túc trực để coi cái cây đó và chăm sóc cây đó trong cái thời gian mà đem đi dự tuyển để đem đi trong thời gian trưng bày và ngoài ra thì một số đơn
vị họ sẽ phân dùng trọng của họ đang có, họ dùng cái trọng rất là tốt và những cái trọng đấy mà người ta không muốn bán thì các buộc họ phải thuê, thì phải tính cái tiền thuê trọng và thuê cái người để quản lý cái trọng đấy nữa. Thì đâu đó đối với cây lớn là cũng chung và cũng lớn thì sẽ chi phí nó rơi vào tầm khoảng là 40 triệu đồng, còn đối với những cái hạng mục cây nhỏ dưới 500 cây thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 20 đến 25 triệu. Thầy chào chị Kỳ. Thì mình muốn hỏi anh một cái vấn đề. Thứ nhất là cái về khi ở Nhật á, thì khi đến các cái cuộc triển lãm á, thông thường cái tiêu chí và cái quy định về cái size cây, chẳng hạn như dòng mai mây hay là sô hinh hay chua hinh, thì nó là ở tầm khoảng nào, và cái size lớn nhất nó được đưa vào bọn size ở Nhật thì cái chiều cao của các cây nó như thế nào? Anh có thể chia sẻ về vấn đề đó để em hỏi lại cái là về cái thước, nguyên tắc kích thước thì về các loại, nó có loại thông thường nữa, sẽ có loại măng này xô hình hay là chua hình hay là trên nữa, nó còn một cái xà đại mình không nhớ, thì những cái đó mỗi cái dòng gì nó sẽ kích thước từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì được đưa vào tham dự triển lãm. Thì như lúc đầu anh có giới thiệu đó là sẽ có ba cái class, tức là class nhỏ là dưới 20 cm chiều cao cây, thì cái mặt trọng là 12 cm, còn class chung từ mặt trọng. Có thể nói là chia sẻ chi tiết kỹ hơn về cái kích cỡ nó là bao nhiêu, chính xác là từ bao nhiêu đến bao nhiêu, thì mỗi cái loại đó thì nó cơ bản là mình muốn hỏi về cái ở Nhật những cái kích thước căn bản để đưa vào một cái cuộc triển lãm lớn thì họ quy định như thế nào về cái kích thước. Anh ấy có trả lời câu hỏi của anh Trung. Thứ nhất là về cái size cây để tham dự thì thực sự thì nó không có quy định nào cả ngoài quy định về chiều cao. Tất cả dựa vào cái con mắt thẩm mỹ của nghệ nhân đem đi. Thì có một số cái cơ bản đó là đối với khi mà đem đi mà đưa một cái set gọi là đã tên Kazali này thì ấy, ví dụ đối với những cây support, ví dụ có một cây support ở đây đi, thì cái tán lá nó mà nó vượt qua cái bề ngang của cái khung mà đem đi trang trí này thì chắc chắn sẽ bị dùng được. Rồi thì cái cây mên này cũng vậy, cây mên này thì nếu mà cái bề ngang này nó vượt xa quá cái mặt trọng và dài ngang quá thì cũng được. Tất nhiên là tất cả sẽ dựa vào có mặt thẩm mỹ của nghệ nhân chứ nó không có một quy định cụ thể. Ý của Dung ấy, em hỏi lại là ông Siki có nghĩa là và có từng size nó sẽ có tên riêng, giống như 6cm là mami, 10cm là sohi, thì hỏi ông cái kích thước đó là như nào và cái chiều cao tối đa cho phép được bao nhiêu. Ví dụ như ở Việt Nam ta cho tới 1.5m được, vậy ở bên Nhật có cho tới 1.5m hay không, có nghĩa là chiều cao tối đa đó là chung mọi câu như vậy đó. Thì thực ra thì về mặt luật ấy, thì họ không có quy định là cây to nhất là được giới hạn được bao nhiêu, nhưng tuy nhiên thì đối với những cây mà cao quá 2m thì sẽ không vào được trong hội trường. Nên thông thường từ trước đến giờ cây lớn nhất mà anh thấy nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng 1m thôi, và không có cây nào lớn hơn như thế cả, và không có, thực ra không có giới hạn, nhưng mà có mang đến cũng sẽ không vào được cái khu vực quy định của họ. Biết chứ mình có cây mà muốn chơi sao sẽ lớn, nó ví dụ đi sang Nhật chẳng hạn để mà giao lưu các sự kiện hay là các triển lãm hay là thi thì không biết là phải theo hiệp hội hay là hội hay là có một tổ chức nào hay là bên Việt Nam có một đại diện nào để mà hỗ trợ giúp cái đó, và khi đi nước ngoài thì có hỗ trợ phần kinh phí hoặc là sao có sự ưu ái nào không? Triển lãm đó là thực ra thì sẽ có trước giờ có một số các cái nghệ nhân của Mỹ hay Trung Quốc họ đã từng đưa cây của họ sang triển lãm, nhưng ở thời điểm hiện tại họ phải thông qua một cái
tổ chức nào đó mà đang tham gia trong cái hiệp hội bonsai sai của Nhật, họ thông qua cái đơn vị đó để họ đưa cây của họ vào, thì chưa có cái cây nào mà xuất hiện với tư cách cá nhân của nước ngoài cả. Đó là cái tình trạng hiện tại. Tương lai như nào thì chưa biết, cho đến trước giờ tình trạng hiện tại đang là theo là về mặt hỗ trợ từ phía tổ chức Nhật Bản thì cho đến thời điểm hiện tại thì hỗ trợ về mặt kinh phí là chưa từng xảy ra. Tuy nhiên về mặt các thủ tục thì họ vẫn đang có hỗ trợ cho các cái đơn vị của tổ chức nước ngoài, từng có kinh nghiệm về làm việc này. Dạ, anh xin cảm ơn ạ. Không biết mọi người ai còn muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì em xin phép cảm ơn hai anh Siki và anh Ngọc. Em xin phép mời hai anh về chỗ ạ. Rất là hồi hộp khi ngồi đây mà nói chuyện trước đông người như này. Tại tay anh đang rất là run. Cái thời điểm mà anh ấy đến đây và anh ấy được nhìn tham quan cái phòng trưng bày của anh Trung thì anh thấy là có rất là nhiều trọng của Soseki Nhật Bản ở vị trí rất là thăng trọng, thì anh cảm thấy rất là cảm kích. Anh ấy sinh năm 1971, hiện tại là anh ấy 52 tuổi. Thì lúc sinh ra thì gia đình anh ấy là chuyên bán và trồng cây đỗ quyên Nhật Bản. Anh hỏi là đây có anh chị em nào hiểu biết về cây đỗ quyên không? Mọi người có thể giơ tay. Xưa thì ông bà của anh ấy thì ngày xưa lúc đầu chỉ chuyên trồng cây đỗ quyên thôi. Nhưng mà sau đó thì ông bà có một cái ước mong, đó là muốn trồng cây đỗ quyên và chính do cái trọng của làm ra. Nên là họ bắt đầu thành lập cái hãng gỗ Soseki. Thì đầu tiên là bằng ngôn của anh là học cái cách làm trọng và sau đó thì chuyển lại cho con gái, tức là mẹ tiếp tục tiếp tục cái nghề làm trọng của bà. Cái gia đình anh đấy làm song song hai thứ luôn, vừa chế tác và bán đỗ quyên, vừa tự làm trọng. Cái phần chia trách nhiệm cho gia đình đó thì bà và mẹ của anh sẽ chủ yếu là lo phần chế tác trọng, còn anh thì sẽ lo phần bán buôn bán cây. Nhưng mà đến một cái có một cái thời điểm đó thì bất chợt thì ba anh ấy bị mất, nên là nhà không còn có đủ nguồn lực để có thể hoạt động trong cả hai lĩnh vực nữa. Nên là nhà gia đình anh ấy bỏ việc chế tác cây đỗ quyên, bỏ cái việc buôn bán bonsai và chỉ tập trung vào việc chế tác trồng cây bonsai. Thì thực ra là cái thời điểm ba anh ấy mất thì lúc phải đứng giữa hai cái lựa chọn là phải tiếp tục kinh doanh bonsai đỗ quyên với cái việc mà chế tác trọng, thì anh phải đứng giữa hai cái lựa chọn đó thì bắt buộc phải bỏ trong hai cái. Thì lúc đó thì anh ấy nhận được một cái lời động viên từ một bên hãng gốm của Đài Loan, Shibakatsu. Không biết ở đây mọi người có biết không, thì hãng Shibakatsu cũng là thuộc làng Tokoname, nhưng mà cũng là quen biết với bác Seki. Thì bên đấy bác Shibakatsu đã khẳng định một câu là chỉ tập trung vào hàng trọng thôi, nên anh quyết định là vứt bỏ nguyên cái vườn bonsai. Mình có đến thăm vườn của anh mấy lần rồi, cái vườn bonsai của anh rất lớn, hiện tại chỉ còn lại một cái tàn tích ngày xưa thôi. Anh vứt bỏ toàn bộ cho bonsai, cái quyền đó chỉ tập trung vào hàng trọng. Hiện tại ấy, thì anh ấy thuộc đời thứ ba, nhưng mẹ anh ấy vẫn còn rất là khỏe và vẫn đang tiếp tục vẽ trọng tính trọng cái hãng hiện tại nó còn là Yuki Soseki. Thì anh ấy là đời thứ ba, nhưng mà mẹ anh vẫn còn sống. Nên tính ra thì Soseki mới đến đời thứ hai thôi, và khi nào mà bà mất thì anh sẽ chính thức được quyền kế về cái hãng đó và sẽ là đời thứ ba chính thức. Thì anh ấy rất là kiêu tốn, anh ấy nói là
tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều từ mẹ tôi vẫn còn là đệ tử mẹ tôi thôi. Tôi chưa không phải là một cái gì quá to lớn so với mẹ tôi, nhưng mà hôm nay mời đến đây em rất là cảm kích và tôi rất là vui. À, anh có chia sẻ thêm một chút về cái tên của hãng, cái hãng Soseki thì nó thiên về một chút về tiếng Nhật nhưng mà có thể sẽ hơi có hiểu thì cái Soseki đấy thì ngày xưa ấy, lúc mà gia đình anh ấy quyết định là tập làm thêm cả chồng uống nữa ấy, thì bà của anh ấy có theo học một cái nghệ nhân ở khu vực Kyushu tên là Sozangama. Và sau một thời gian học đấy thì bà quyết định là thành lập hãng uống riêng và bà quyết định là lấy chữ Sô trong Sozangama ghép với chữ Thạch trong tên của anh đấy. Rồi trong tên của anh đấy có một chữ gọi là chữ, đây là chữ Thạch. Đây là chữ Thạch thì khi mà ghép vào chữ Thạch lại còn một cách đọc khác gọi là Seki, nên là nó đã thành lập cái tên Soseki nó xuất phát từ đó. Với tại sao hiện tại ở đời thứ hai lại gọi là Yuki Soseki thì đó là sau khi mà bà của anh ấy mất thì lúc đó gia đình của mình trên một cái lựa chọn là nên lựa chọn tên cho thế hệ thứ hai là gì, thì lúc đó là cái tên Soseki nó khá là nổi lại rồi, nên mà mẹ của anh ấy quyết định là ghép thêm cái tên của cái thị trấn mà gia đình đang sinh sống thì thị trấn đấy gọi là thị trấn Yuki, nên là bây giờ mình có cái hãng gốm ở lần thứ hai đó là Yuki Soseki hiện tại. Hiện tại mọi người có câu hỏi gì cho anh không ạ? Anh đang hơi run, có thể mọi người thấy anh đang khá là run. Là em đang tự dưng anh hơi bối rối là không biết cái bỏ tay đi. Có ai đặt câu hỏi gì không ạ? Dạ. Ngay nhờ ông giao lưu cái đó. Anh thấy về các món dầu, ông cái miệng con dầu, ông làm cái bành rất là rộng. Hỏi ông để làm gì, có tác dụng gì không hay là chỉ để trang trí thôi? Lấy cái miệng, cái bàn dầu, nó cái trọng tâm được ghét. Thực ra cái này nó xuất phát từ cái truyền thống bắt đầu của gia đình anh, đó là làm cây đỗ quyên. Cái cây đỗ quyên nó khá là cong và cành nó bị rủ xuống. Thì ngày xưa nó, nhà anh có một thói quen là làm cái vành cho nó rộng ra để đỡ cho cành của đỗ quyên không được dụng, nên là nó xuất phát từ đó thôi. Và với cái mục đích để làm trang trí thì cũng có đấy. Với thêm một cái nữa thì cái chậu hình lục giác ở đây thì thực ra năm nay em mới tạo thử thôi, làm thử một chiếc duy nhất này thì thực ra rất là muốn nghe cái đánh giá của mọi người, đôi khi là cái trực quan của anh ấy có thể đúng có thể sai, rất mong là thì mọi người đánh giá xem là cái chậu này nó như thế nào, nó tốt ở chỗ nào, nó cần phải nên sửa đổi chỗ nào đấy, rất mong có những cái comment như vậy. Nhiều khi á chúng ta có nhiều loại quá, nhiều chủng loại quá thì nhiều khi chúng ta lại đôi khi nó bị hoang mang, không biết sử dụng loại chậu nào, không biết sử dụng cái hình dáng nào, màu sắc nào, kiểu nào, hay là thậm chí trồng những cây đó trồng vô như thế nào cho nó phù hợp, mà nó phù hợp chưa đâu nha, trồng vô thì đẹp lắm, nhìn sướng mắt lắm, tuần sau chết, chưa chết tuần sau chưa chết, lá nó buồn đã, tháng sau mới chết. Thành thử hôm nay với cái kinh nghiệm của tôi là cũng trồng nhiều, mua nhiều, bán cũng nhiều nữa mà chết cũng nhiều. Thành thử tôi chia sẻ lại cho các bạn mình như là thứ nhất là có phần nào đó làm được cái cây nó đẹp hơn, tránh được những rủi ro hơn. Thì bình thường á, ngày trước á, theo khuôn khổ, theo khuôn mẫu của những người đi trước á, chúng ta thường có các tiêu chuẩn sau này. Thì đầu tiên á, ví dụ những cây trồng, những cây trồng mà dạng cái thân nó hơi cứng, hơi thô, dán trực thẳng lên cái phương của cây nó trực thẳng lên, thì đa phần chúng ta chọn những cái cây nó vuông ke sát cạnh, một là chậu vuông, hai là chậu chữ nhật, chúng ta trồng vô để làm gì, để tôn vinh cái dáng thẳng đứng, cái thế mặt, cái dáng mặt của cây trực. Thì đây là cũng đúng, bởi vì thực tế chúng ta trồng là thấy cây này, chúng ta vô trồng thì vuông ke sát cạnh thì chúng ta thấy mạnh hơn thật. Nhưng mà nhiều khi trong cái dáng trực này nó có nhiều kiểu biến thể của cái dáng trực này, thì chúng ta có thể sử dụng cái chậu ngắn chẳng hạn như cũng dáng trực, mà chúng ta có thể sử dụng cái chậu, đây là cái dáng trực nó hơi lắc lư một chút, thì cũng dáng trực, đây là phương trực nào,
chúng ta có thể sử dụng cho hoa. Thì thường á, tôi hay những cây giáng dược tôi sử dụng chậu chữ nhật hoặc chậu ô vàng. Nhưng mà giống như ông Seki vừa nói á, là cho những cây bonsai á, cái điểm của bên Nhật họ là 20 điểm, ở Việt Nam mình là 10 điểm. Khi đi thi á, thì do đó chúng ta phải chọn cái cây nó phù hợp, cái chậu nó phù hợp. Thì cái chậu nó phù hợp như thế nào thì tôi sẽ nói về sau. Kế đến á, ngày trước á, là cũng là cái những cái kinh nghiệm của những người đi trước để lại là những cây trồng xiên á, dáng nghiêng như vậy này. Thường á, là chúng ta trồng cái chậu là tròn hoặc vuông. Đó. Thì đó là lại chút là đối với những cây dáng nhật này, nếu mà để nó đẹp á, thường chúng ta trồng những cây trồng vuông đứng ha. Cái chiều dày của chậu á, thường á là bằng đường kính thân của cái thân cây. Thì nhìn nó sẽ không bị quá dày, nó sẽ phù hợp. Còn đối với những cây cũng dáng nhật nhưng mà dạng như dáng chổi hay là lùng liền á, thì chúng ta trồng cho nó nhỏ hơn cái đường kính thân một chút, thì chúng ta sẽ thấy cây nó tỷ lệ hơn là cái dạng mà cái cây nó chữ lắc hay chữ cảm phóng như vậy đó. Rồi đối với những cây dáng mà nghiêng như vậy nè, thì chúng ta nên thường là tôi hay trồng cái chậu tròn, chậu vuông, chậu gì cũng được, hình gì cũng được, nhưng dáng nghiêng á, nhưng thường á tôi chọn cái cạnh nó hơi đứng về một bên một chút, nó cạnh nó thẳng như này. Ví dụ như tôi chọn cái ly nè, ví dụ như cái nghiêng không, các bạn tưởng tượng như đây một nửa chậu cái dáng một nửa đi ha, thì chậu vòm tròn vuông chữ nhật thì tôi chọn nó nghiêng về vậy nè, nhưng mà tôi sẽ chọn cái cạnh này là nó thẳng đứng, chứ tôi không chọn nó cong hay nó lượn hay là bầu dục hay là cái dạng là bên cạnh thành nó hơi cong vậy nè. Thì như vậy á, cái nét nghiêng của cây sẽ được tôn vinh hơn là cái cạnh nó tròn hoặc đó hay là lượn lờ lượn sóng gì đó, nhìn nó sẽ cảm giác là nó mạnh hơn. Rồi đối với những cây nghiêng, đối với cũng những cây nghiêng dáng nghiêng, thì những cái cây mà dạng nhưng mà nó nghiêng nhiều, chẳng hạn như là nó nghiêng hẳn qua một bên như vậy luôn, hoặc những cây nó có rễ nơm, hoặc những cây dáng bay á, thì thường tôi chọn những cái chậu á nó có bốn hình vuông hình tròn và nhưng nó sâu hơn, thì nhìn cái dáng nghiêng nó sẽ mạnh hơn. Và quan trọng nhất là gì, là khi chúng ta trồng cái cây nghiêng á mà cái chậu nó sâu rồi nè, chúng ta có cảm giác như nó cân bằng lại, giống như trồng hồng xì kỳ bên này có nói trồng những cây làm sao để cho cảm giác cây nó cân bằng, chứ đừng có ví dụ như chúng ta nghiêng quá thì chúng ta trồng cái trồng mỏng á, chúng ta có cảm giác nó lật xuống, mặc dù nó không lật, nhiều khi mình giấu đá trong á thì nó không lật, nhưng mà cái cảm giác của người xem á là người ta sẽ cảm giác những cây nó không có được, nó bị chênh vênh, nó không bị vững chắc, thì chúng ta sẽ thấy nó trồng chậu sâu á thì sẽ để vững chắc hơn. Cái thứ hai á, nếu giả sử cũng như cây bay hoặc là cái cây nào mà rễ nơm á, chúng ta trồng chậu sâu á, mọi người quan niệm như nè, cái rễ là nơm rồi, nó ở trên rồi, thành thử nó ăn không có cần nhiều, thành thử là trồng chậu cạp. Một là có cái sai là cái gì, một là khi mà nó chúng ta trồng chậu cạp quá đó, cái rễ nơm á nó ăn ít đất quá, tại vì rễ nằm trên hết rồi mà, thực ra rễ nó ăn trên đầu, nhưng mà nó còn những cái tua lụa xung quanh chúng ta kéo lên rồi, bây giờ còn ít đất quá thì cái cây đó nó sẽ yếu hơn. Đồng thời á, nếu chúng ta trồng cái cây rễ nơm mà trồng chậu cạp nó dễ lật hơn là những cái cây trồng chậu sâu. Đối với những cây hát đỏ á, thì thường tôi thấy khi tôi làm giám khảo này, hoặc tôi thấy một số anh em chơi này, hoặc số chính bản thân của tôi là ngày xưa tôi chơi, thì tôi hay bị một cái thường hay bị một cái khuyết điểm như này, đó là đối với những cây thác đổ á, bình thường như một cây thác đổ như này, từ miệng chậu có thể bay ra đổ thẳng ra ngoài luôn, thì chúng ta có thể dùng những cái chậu hình ống nha, dạng hình ống, hình lục giác cũng được, hình tròn, ống tròn cũng được, ống tròn những cái ly cũng được,
hay hình ống vuông cũng được, miễn là hình ống là được thì chúng ta, nhưng chúng ta dùng cái miệng này là nó nhỏ thôi. Nếu mà chúng ta dùng cái miệng nó lớn quá, chúng ta trồng cái cây là do cái thấp độ mà mình phải trồng cái cây nó sát về một bên, chúng ta dùng cái miệng lớn quá thì cái bên đây nè mình cảm giác nó thừa và nó bị loạn, nó bị lỏng lẻo và nó cảm giác quá rộng mặc dù nó không rộng. Do đó chúng ta cố gắng làm sao chọn những cái miệng này nè cho nó vừa phải thôi, đừng có sâu quá hay đừng có rộng quá thì không có cảm giác nó rộng, không bị loạn. Rồi thường á là những cái chọc độ như vậy nè, đa số mọi người và bản thân tôi ngày xưa cũng vậy, thích hoa hòe màu mè các kiểu luôn, nhưng mà đối với cái dáng như vậy nè, cổ thẳng ra luôn thì ok. Nhưng nếu đối với cái dáng cây, một á là ôm chọc vậy, một là ôm chọc vậy, hai chẳng hạn như là cái cây này nó đổ đây không, xong nó mặc vô đây tí ra rồi nó mới đổ ra thì thường là sau này tôi biết ra được là không nên chọn cái chậu như vậy nữa. Bởi vì sao? Bởi vì hoa hòe, hoa văn của cái chậu, màu mè của chậu làm cho chúng ta cảm giác bị rối mắt, không có đẹp. Thành thử đối với cái ôm chậu thì ôm chậu hoặc là đổ vào chậu rồi đổ ra thì chúng ta nên chọn những cái chậu trơn, trơn sẽ cái cây nó nhanh nhìn rõ hơn, không có bị hoa văn hoặc màu sắc ấy, nó làm cho chúng ta hoa mắt, rối mắt lắm, rối kinh luôn. Rồi đối với cái chậu, đối với những cây thác độ á thì thói quen của thường á là chúng ta dùng những chậu ống cao để trồng những cây thác độ, nhưng chúng ta cũng có thể trồng những cái chậu cạp, chậu ống nhưng mà nó cạp thôi, không cần thiết là phải ống như vậy để trồng cây thác độ. Thì khi nào chúng ta trồng những cây chậu cạp, thường á là nếu cây thác độ á có cái thân nó to rõ lắc lư kiểu gì mà chúng ta thấy được cái thân á thì chúng ta có thể trồng cái chậu cạp để cho nó đổ xuống, ví dụ như vậy nè, đổ xuống thì chúng ta vẫn thấy được cái thân. Nhưng những cây thác độ mà cái thân nhỏ hoặc là cành lá nó nhiều quá thì chúng ta có thể lấy cái chậu ống nó dài chút để lấy cái ống á để làm cái phông cho nó hiện cái thân lên, chứ không có cái thân của cái chậu nè chúng ta không thấy được cái thân. Đối với những cái thân cây thác độ cái thân quá nhỏ. Rồi trong đối với những cái cây giáng văn nhân á thì giáng văn nhân có cái hay cái là giáng kiểu chậu nào nó cũng phù hợp, đó là theo mắt của tôi nha, đó là cái kinh nghiệm của tôi. Thì giáng văn nhân á chúng ta có thể trồng chậu tròn nè, lục giác nè, chậu vuông nè, chậu vuông nè, chữ nhật nè, oval nè đều được. Nhưng thường á những chậu tròn vuông dạng tròn như vậy nè thì chúng ta trồng cái hành chậu á cao lên chút, hành chậu cao lên chút để nó giảm bớt cái độ cao chênh vênh của cái dáng văn nhân và nó sẽ nhìn thấy nó vững chãi hơn. Nhưng mà khi chúng ta trồng vô chậu cạn á, hình bầu dục hay hình chữ nhật á thì cũng được, tự nhiên nó ra một cái cạnh. Cái đó là của cái mắt của cái người chơi cạnh nha. Nhưng nếu mà đi theo bonsai mà trồng văn nhân vô cái khay, ê đi thi cho các cuộc thi á, trồng văn nhân trồng các khay mỏng thì coi chừng bị trừng điểm. Bởi vì á cho tới thời điểm hiện tại luôn, các giám khảo vẫn tính tỷ lệ cái thân, cái chiều dày của cái chậu á bằng 1/6 chiều cao của cái thân cây. Cái tỷ lệ này á do cái người áp dụng nó quá khắt khe thôi, nó là tỷ lệ đúng, nó là tỷ lệ vàng á, thường á là 1/6 là đẹp á, nhìn vô thì nó đẹp. Nhưng mà nếu một người chơi hoặc một người giám khảo nào á linh hoạt một tí, không quá khắt khe tỷ lệ đó thì có thể linh động nhìn, miễn sao cái chậu nó nhìn hợp là được. Nếu mà tôi chấm thì tôi sẽ không xem nét tới cái độ dày của chậu. Nhưng mà nếu nhiều khi cái khay đó mà nó phù hợp với cây, tôi vẫn chấm điểm cao, tôi chấm cái cây. Tại vì thực tế cái chậu cũng 10 điểm thôi. Nhưng mà giám khảo cũng khắt khe lắm. Tuy cái chậu 10 điểm, nhưng mà thay vì
cái giai đoạn cái giai đoạn chấn người ta sẽ uống chết luôn. Hay bị như vậy lắm, thật sự là thường các anh văn nhân đi ra là hay bị thiệt thòi. Nhưng mà cái đó thì là nói riêng với mọi người thôi. Thì nếu mà chúng ta chơi thì chơi cho chúng ta đẹp hơn chơi thôi. Để vô chồng gì hợp mắt chúng ta để. Rồi đối với cây giáng gió lùa thì cái giáng gió lùa cũng như cái cây văn nhân thì chúng ta có thể trồng trong bất kỳ cái chậu giáng gì cũng được, chứng nhân cũng được, hình ống cũng được, thậm chí một cái ly hình ống như vậy nè, chúng ta quét cái lỗ như vậy trồng ở trong đây ra cũng được. Bởi vì sao? Nó cũng giống như hình tượng một cái cây trên vách núi. Ở trên lưng chừng núi chúng ta thấy hay có những cây mà nó bị lùa qua bên gió nó nhiều thì cái đó nó chấp nhận được, bởi vì nhìn nó hợp lý, nhìn nó cái riêng cây gió lùa nó hay cái là nó có thể trồng trong bất kỳ chỗ nào. Các bạn trồng thử coi, trồng vô không có thấy nó bất hợp lý, nhưng nó thường ta chú ý tới kích thước và màu sắc. Còn kiểu dáng á, cho cây gió lùa thì dáng nào cũng được. Về kích thước và màu sắc thì lát nữa tôi sẽ nói thêm về cái đó. Đối với những cây đa thân, đối với những cây đa thân á thì từ 2 thân trở lên, từ 3 thân trở lên gọi là đa thân, 2 thân thì vẫn gọi là 2 thân thôi. Nhưng đối với cây 2 thân á thì chúng ta thường là chúng ta chọn những cái chậu mỏng chút, tại vì 2 thân nhiều cái thân, 2 thân nó chập lại. Ví dụ như một thân nó dày nhưng mà 2 thân nó dày, nó chập lại nó dày nè. Thì trong phòng này chúng ta lấy cái cây nhỏ xíu mà mỏng dánh nè, hai thân chập lại lấy cái đường kính cái chậu nó bự vậy thì nhiều khi cái đường cái bề dày của cái chậu đó, thì nhiều khi nó bất hợp lý quá. Thành thử chúng ta đối với cái cây hai thân á, chúng ta tìm một cái chậu nào nó vừa phải với cái đường kính của cái thân là đẹp. Rồi đối với những cây đa thân nè, những cây rừng nè, những cây mà xếp rừng nha, xếp rừng thì như không phải là cây bụi nha, những cây bụi nè và những cây liền thân thì chúng ta thường là chúng ta trồng dạng oval, hình vũng nước hoặc là hình nán mây thì cạn thôi, không cần dày. Tại sao? Đối với cây đa thân á, khi chúng ta dùng cái trồng nông á, trồng cạn á thì khi rễ ăn xuống dưới á, tự động nó lan tỏa hết cái dĩa, nó tìm đất ra, chứ không cần thiết là phải một cây nào mạnh là ăn một chỗ, cây nào yếu là nó ăn tại chỗ đó, nó không đủ đất, nó không phải. Thành thử chúng ta nếu đối với cái đa thân thì chúng ta cứ trồng chậu cạn, trồng nâu một chút, rộng ra một chút thì các thân nó sẽ tự tìm nó ăn xong. Bởi vậy sau này nếu chúng ta trồng những cây đa thân, sau này chúng ta dỡ lên cả là dỡ nguyên một mảng lên luôn, kể cả những cây trồng rồi. Đó là về cái hình dáng của các chậu theo cái dáng thế của cây. Còn về màu sắc á, về màu sắc và chất men của các chậu á, thì theo kinh nghiệm của tôi là vậy. Về màu sắc á, tôi thích chọn các kiểu màu là các màu là nâu nè, xanh đậm nè, màu tím nè, màu da chu á, hay màu tím đất, xanh dương đậm. Nói chung các màu nó đậm sậm một chút và các men á nó mờ, tôi thích trồng men màu. Kể cả các chậu màu trắng thì nó cũng phải mờ chứ không nó có bóng lửa thôi. Bóng lửa lên theo quan điểm của tôi là trồng hàng bông, hàng lá, sen đá đó, thì đó là quan điểm của tôi thôi nha. Nhưng mà với kinh nghiệm của tôi thì nên trồng các chậu mờ thì đẹp hơn, bonsai sẽ hợp. Bởi vì sao? Nó sẽ làm cho cái nét cái bonsai cái nét nó cổ lên. Đối với những cái cây có hoa trắng á, thì chúng ta không nên chọn những cái chậu cái màu nó màu trắng màu sáng, chẳng hạn như màu xanh lá lợn là trồng mai chú Mỹ mà ra hôm á là không thấy bông đâu, thấy thì thấy đó nhưng mà thấy mờ mờ.
chứ nó không nổi bật. À, rồi ví dụ như những cây những cây đối với mai chú thủy thường là tôi trồng những cây chậu màu xanh dương, màu nâu hoặc trắng có nhiều hoa văn để cho nó nổi bật, nó che màu trắng của cái chậu đi. Rồi đối với những cây mà chẳng hạn như có những hoa màu đỏ lon á thì tôi trồng màu, màu tím đậm, màu màu nâu mà hơi hơi đen chút gọi là, rồi hay là màu 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 nâu da chu hoặc màu xanh dương đậm. Rồi đối với những cây mà có hay là có những cái cây có trái nhiều màu sặc sỡ như là hải châu nè, kim quýt nè thì tôi trồng những cái cây chậu màu nâu, màu xanh dương. Chứ trồng màu vàng lên là khi mà cái cây cái trái của kim quýt hoặc hải châu á chuyển qua màu hơi vàng chúng ta cũng thấy trái. Nếu chúng ta chụp hình hoặc là cái góc nhìn á, góc nhìn ở trên nhìn xuống á, nó tìm được cái màu chậu là chúng ta không thấy. Đó là về cái màu sắc của chậu. Rồi trong cái cây bonsai á, trong cây bonsai, cái cây bonsai đối với những cái chậu thì về vị trí của cái cây bonsai chúng ta trồng của chậu á, thường á là đối với những cái cây mà đối với những cây mà có cái 2:1:8 nó tương đối đều nhau như vậy này, đó thì chúng ta nên trồng cái cây nó vô giữa, chính giữa chậu, nhìn cái chậu nó cân đối. Nhưng đối với những cây có cái tàn hơi lệch một chút, hơi lệch á, thì chúng ta trồng cái chậu nó lệch về cái bên cái tàm là ngắm thì chúng ta cảm giác cái chậu nó sẽ đẹp hơn. Thường trong một cái tiêu chuẩn của chậu giống như mà nãy ông nói là thường là 1:8 của cái chậu á, cái chậu á sẽ bằng chiều dài, sẽ bằng kích thước, sẽ bằng tối thiểu bằng 2/3 cái chiều ngang của chậu, thường là vậy. Đó là về mặt thẩm mỹ. Còn về mặt dinh dưỡng thì nó mới đủ đất để nuôi cho cái cây. Bởi vì sao? Trong một cái cây bonsai hoặc thậm chí cái cây ở ngoài thì nhìn cũng vậy. Cái bộ tán này nè nó to bao nhiêu thì cái bộ rễ này nè nó sẽ ăn là bao nhiêu. Cái cây bonsai chúng ta chấp nhận nó là 2/3 của bộ tán. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chăm sóc nó hàng tuần hàng tháng cho ăn phân thì cây vẫn đủ dinh dưỡng để nuôi bộ tán như vậy. Đối với những cây tàn lệch thường á là tôi chọn á là những cây là trồng cái chiều ngang của cây này tôi chia là 3 chiều ngang là 1, 2, 3 chiều dọc tôi chia là chiều dọc là 1, 2, 3 tức là chia làm 3 phần bằng nhau. Thì đối với những cây tàn lệch á, tàn lệch thì tôi trồng ở khoảng 1/3 chậu theo cái hướng ngược lại của hướng lệch. Ví dụ như cây này thì nếu mà tôi trồng á, cái chậu này cái đỉnh của cây này nè nó sẽ nằm ở 1/3 của chậu. Đối với những cây dạt quái, dạt văn nhân thì ngoài cái vị trí của chậu á thì thường á là tôi trồng ở cái vị trí, chẳng hạn như cây này thì tôi trồng ở giữa tại vì nó tròn, nhưng mà nếu nó nằm trong chậu kiến dập thì chúng ta vẫn phải nên trồng về một bên, nhìn cái cây nó cân bằng hơn. Đồng thời cái bộ tán á chúng ta nghiêng về người xem một chút, thì khi chúng ta nghiêng về người xem chút thì chúng ta sẽ thấy được nguyên cái bộ tán nó tròn hơn. Khi chúng ta nhìn như này thường chúng ta thấy có một mặt à, thì cái bộ tán á nhiều khi cái xương châm mình uốn các kiểu 3D, 4D, 5D, 7D gì đó các kiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thẳng vậy nè thì không thấy được cái độ lượng, khó thấy cái độ lượng của
cần công sức chúng ta làm nào chúng ta có ấy, thì chúng ta nghiêng về người xem một chút. Hình như bên người Nhật các là họ quan niệm là cây nghiêng về người xem là giống như mình chào họ vậy. Hình như quan niệm của người Nhật là vậy. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm tôi là nghiêng về người xem một chút để chúng ta thấy toàn bộ các cảnh, cái độ cong uốn lượn của cái cảnh. Đối với những cây đa hình á thì hầu hết luôn tôi thấy chắc tại sao các rừng, các kiểu rừng, kiểu bè, kiểu đa hình, kiểu khóm, kiểu bụi bụi khóm á, các mặt bốc lên thường là tôi thấy nó bị đều. Bị đều là sao? Là chúng ta quen cái kiểu là cứ phải trồng ở giữa, cứ phải trồng ở giữa. Như vậy á thì chúng ta sẽ cảm giác cái rừng nó giống như rừng gọi là gì, rừng công nghiệp á, hoặc là cái bụi đó là cây công nghiệp, nó bị sự sắp đặt, tại vì nó đều đặt quá. Thì thường á, đối với những cây bụi khóm, cây đa thân, cây rừng, cây bè thì tôi trồng lệch về bên. Và lệch bên thì như thế nào? Thí dụ một cái cây nó cân đối như vậy, hai cây hai bên, hai cây hai bên ở giữa cây vậy, thì tôi vẫn trồng cái cây vẫn trồng lệch bên. Bình thường là cây mà xòe nó như bàn tay nè, đa phần mọi người trồng cây trụ ngay giữa thì làm như vậy nó đều đặt lắm. Mà cái gì trồng bonsai á, thay tiểu cảnh á, cái gì mà nó đều đặt, nó cân đối màu, nhìn màu trắng thì thường á tôi sẽ trồng nghiêng, trồng nó lên về bên, đồng thời nó sẽ nghiêng về cái bên cây nào mà có cái thân nhỏ nhất. Thí dụ vậy, trồng vậy tôi sẽ nghiêng về đèn chút để cảm giác cho cây nó chuyển động về hướng này thì nhìn cây đẹp hơn. Và khi chúng ta nghiêng về đây nè, thì chúng ta cảm giác cái cây này nè, cái cảnh nó rộng lớn, nó bao la lắm. Và tôi sẽ không trồng ở cái giữa theo chiều dọc, đồng thời ở theo chiều ngang nè, tôi vẫn trồng lui đằng sau chút. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cây này nó vừa to lớn, mà cái cảnh trước mặt ấy, nó vừa rộng lớn, nhìn nó sẽ bao la hơn. Có nghĩa là trồng trong khoảng vị trí này, có cái tâm điểm của những cây thật vậy. Đó, thí dụ cây nhỏ thì nó nghiêng về đây nè, nó nghiêng về bên chúng ta trồng này thì nhìn cây sẽ đẹp hơn.